Chủ tịch nước quyết định ân giảm án tử hình cho 21 bị án. Căn cứ Hiến pháp năm 2013, theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 12 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ân giảm án tử hình xuống chung thân cho 21 bị án, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài. Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo quyết định của Chủ tịch nước, thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Các đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Đặc xá là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, khoan hồng. Điều kiện đặc xá năm 2022 theo quyết định của Chủ tịch nước cơ bản không có sự thay đổi lớn so với năm 2021. Năm 2021 đã đặc xá cho hơn 3.000 phạm nhân. Mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 phức tạp, nhưng qua theo dõi có 2 trường hợp phạm nhân được đặc xá tái phạm tội. Còn lại tất cả phạm nhân khi về nơi cư trú đều hòa nhập tích cực với cộng đồng. Từ thực tiễn này cho thấy, các điều kiện đặc xá như thời gian qua phù hợp với công tác giáo dục phạm nhân.